Tử vi tháng 7 năm 2022 âm lịch của tuổi Sửu. Nay lưng ra làm tuy vất vả nhưng niềm vui đông đầy. Xem tử vi tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Sửu chỉ ra rằng bản mệnh tìm được niềm vui trong từng công việc mình làm nên khó khăn, căng thẳng cũng vì thế mà giảm bớt đi ít nhiều. Tử vi tháng 7 âm lịch. Cùng với sự chăm chỉ, cần mẫn của những chú trâu được phát huy tối đa khi bạn có động lực và niềm tin vào những gì bản thân đang theo đuổi. Trong khi người khác lo sợ đây là tháng cô hồn, không nên làm gì thì cũng lại có cơ hội cho bạn đấy nhé. Thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ giữ vững tinh thần bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ có kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình đã bỏ ra. Đặc biệt, người tuổi Sửu là ngoan cường, chịu được khó khăn, vất vả nên dù mệt mỏi, căng thẳng nhưng bạn vẫn lạc quan, vui vẻ. Quan trọng là con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng để biết nỗ lực ở hiện tại là cần thiết cho tương lai. Tháng này bạn có thể thể hiện được khả năng giao tiếp, thuyết phục, nhờ thế mà có được những hợp đồng quan trọng. Hoặc trong các cuộc thương lượng, người tuổi Sửu có được lợi thế hơn đối phương. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình. Lúc này mâu thuẫn với các thành viên trong nhà cũng được giải tỏa, rút ngắn khoảng cách trong tương tác. 1. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng 7 âm lịch, điều mà người tuổi Sửu để lại ấn tượng với mọi người đó là sự tử tế của mình. Nhờ thế mà làm việc, công việc nào người tuổi Sửu cũng được thuận lợi hơn, nhất là những ai đang làm chủ doanh nghiệp sẽ gặt hái được không ít thành công. Những chú trâu đang khởi nghiệp sẽ khá vất vả trong khoảng thời gian này, nhưng bù lại bạn có nhiều niềm vui, có những trải nghiệm mới mà bạn chưa từng nghĩ tới. Với những ai đang làm việc nơi công sở, tháng này căng thẳng hơn vì có những hạng mục cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này, bản mệnh cần phải chia nhỏ những nhiệm vụ của mình ra và tập trung xử lý một cách hiệu quả. Người tuổi Sửu chỉ chăm chỉ làm ăn, không quá nghĩ ngợi lung tung nên chẳng mấy khi nghi ngờ ai cả. Tuy nhiên có những kẻ đang lợi dụng sự thật thà của bạn đấy, cho nên lúc này bạn cũng nên tỉnh táo hơn nhé. Nhất là khi kiếp tài xuất hiện trong tháng 7 âm lịch thì bạn phải hết sức thận trọng, không được nhẹ dạ cả tin với những người sao si sao sao đối với bạn, với những thông tin không đáng tin cậy và bạn cần phải đi xác minh. Bạn cũng được nhắc nhở giữ thái độ tỉnh táo, thực tế hơn khi đối diện với những thay đổi của môi trường sống. Nếu có những khó khăn thì cứ xin sự trợ giúp vì mọi người rất nhiệt tình, hãy cho người khác cơ hội để giúp đỡ bạn. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tử vi các tinh mang tới không ít tài lộc cho người tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch này, nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong khoảng thời gian ngắn khi bạn biết tập trung lợi thế của mình. Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan tới tiền bạc rất táo bạo, thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản sau khi tích góp được tiền cộng thêm trong việc vay mượn một ít từ những người thân. Tuy nhiên, những ai đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng vì hiếm khi có lộc từ trên trời rơi xuống nên bạn phải tự lực cánh sinh. Thế nên thành quả đến muộn cũng sẽ là chuyện dễ hiểu. Lúc này đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn hơn nữa. Hiện tại bạn đang tận hưởng hành trình của mình. Đến đích có muộn một chút thì cũng đừng vì thế mà nản lòng. 3. Luận về phương diện tình cảm. Ngũ hành tương sinh tương trợ cho chuyện tình cảm đôi lứa, hứa hẹn bạn sẽ có được những nấc thang mới.
Nhờ biết lắng nghe và cùng với sự đồng hành trong thời gian, nhờ thế mà bạn và nửa kia của mình có thể gia tăng sự kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết. Người đã có gia đình có thể có tin vui về chuyện con cái trong tháng này. Những ai đang độc thân cũng tìm được niềm vui cho mình, bạn trở nên năng động, tràn đầy sức sống và không ngờ rằng mình đang vô hình thu hút nhiều người khác giới quan tâm. Dù sao cũng đang trong thời gian tìm hiểu, bạn nên đừng quá vô vập. Người độc thân nếu có nhiều thời gian hơn thì nên sắp xếp thời gian cho cuộc sống của mình, ưu tiên gặp gỡ gia đình, người thân trong tháng này và gắn kết với nhỏ họ nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 nhắc nhở người tuổi Sửu rằng công việc càng thuận lợi, bản mệnh càng bị dễ lôi cuốn, đến nỗi quên đi việc chăm sóc bản thân. Tháng này, lời khuyên dành cho người tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn so với tháng trước. Thời điểm này, khí ở gan cũng suy yếu, cần chú ý bổ gan, bổ dưỡng thận. Hãy cố gắng đi ngủ sớm, ngủ càng muộn thì gan làm việc càng vất vả mà càng không hiệu quả. Tháng này xuất hiện tiết đại thử, dễ có mưa bão, sấm chớp nên sắp xếp lại mọi công việc sao cho phù hợp, hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm mưa gió, dễ bị ốm đau, nhất là thời tiết càng nóng bức, cơ thể càng mệt mỏi. Lục bạch ngủ tại trung cung, nhắc nhở bản mệnh. Nếu phải đi xa trong tháng 7 âm lịch này thì luôn đề cao cảnh giác thận trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn, khẩu quyết, tránh nói dối vì sẽ dễ bị phát hiện. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thân. Tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu tím, màu nâu. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy xây dựng niềm tin với mọi người bằng sự chân thành. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Lòng người thay trắng đổi đen khó lường, chỉ nên tin vào mình thôi nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh lá. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho bạn nên tự lực trước khi muốn ai đó giúp đỡ mình. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, đề phòng tiểu nhân luôn nhăm nhe, gây đủ trò khó dễ. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ.